Có bông hoa đặc biệt anh Hiệp thấy không? Anh Hiệp có Cái thấy bông kiểu hoa nào đặc mới biệt được không? chứ? Nhờ nhờ sư phụ điên chỉ dẫn mà còn cho free 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 camera Nhưng mà chụp mấy hoa thiệt là khó quá, rồi phải quỳ xuống rồi phải nằm xuống rồi mệt dễ sợ luôn. đó là nghệ thuật yêu hoa. Tôi thì không có nằm nhưng mà quỳ thì có. Không, tại vì á, nằm xuống á, mình không có gì để mà gác đó, cho nên phải manual focus nữa, cho nên rất là rồi cái lên nó nặng nữa run đầy quá, chục năm sáu tấm mới được tấm à. À, anh đi nó nói anh chụp 15 tấm mà mới được có 1 tấm à, anh 5 6 tấm là anh khá rồi. Anh thì bà muốn hỏi anh nè, cái color calibrator đó khi mà đứt calibrate á, nó chỉ tới 98% mà nó không được 100%, thì không biết là cái color nó có được không, nhưng mà Đức thấy là cái màn hình nó như nó vàng vàng vậy đó. Mười tám phần trăm cái monitor của anh là monitor mới mà phải không? Monitor cũng mới, đâu có xài nhiều đâu. Của anh Kim khi, Có thể là lúc mà anh set cái environment không, tôi đắt đắt đèn, hết tắt hết, tôi không 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 có để đèn, tại vì nó có hai 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 loại để mà calibrate. Một á, là set cái environment with light, và thứ hai á, là phải đèn hết rồi calibrate. Hoặc là anh làm ban ngày á. Nhưng mà mấy anh á, khi sau khi mà calibrate á, mấy anh cái màn hình có thấy vàng không? Tôi thấy vàng. À vậy hả? Ok, nếu mà vậy thì coi như normal rồi ha. À vậy, ok. Nếu mà vậy thì cái white balance nó có đúng không? À vậy.
Nhưng mà nó vàng như vậy á, khi mà mình chỉnh hình hồi đó nó cái mấy cái màu nó bị ảnh hưởng không, ra cái output nó có bị ảnh hưởng không? Ok. Thì bây giờ anh sửa tấm hình anh nộp vô, anh sĩ anh dội lên là anh biết là cái monitor của anh bị hay là anh bị. Tại vì đa số những người ở trong hội mình toàn là xài cái calibration hết, mà không có người nào nói là bị cái gì hết, trừ khi anh calibrate wrong thôi. Thì Thì nó cần cái ánh sáng, nó cần cái ánh sáng để nó chỉnh cái độ sáng của cái monitor của anh. Nó còn kêu anh là adjust cái monitor của anh theo cái độ sáng đó bao nhiêu. Right. có cái đó tôi có adjust thì nó không đủ sáng thì nó kêu tôi adjust lên tới cái điểm mà màu xanh đó thì coi như là đúng rồi. Thì bởi vậy tại vì anh không có ánh sáng. Bây giờ anh đừng có đợi tắt đèn, anh bật Không, tôi đèn có lên ánh cho sáng, đã. tôi làm có ánh sáng mà không có ánh sáng nó cũng vậy à, Hiệp à. Tôi làm mấy mấy lần á, có ánh sáng, ok, mở mở đèn ở trong phòng đó, rồi rồi nó ra nó cũng vậy à. Nhưng mà anh phải calibrate theo cái environment mà anh làm việc. Vậy anh đâu có tắt đèn anh làm đâu. Anh bật đèn anh làm Photoshop chứ. Vậy thành ra cái environment của anh làm như thế nào thì nó similar to it. Không, tôi lấy lời khuyên của nó chứ, recommended, nó recommended là vậy thì mình cứ bắt vậy thôi. Anh cứ là sửa hình thử một vài tấm nộp vô cuối tuần là biết ngay à. Dạ, giống như là mấy mấy cái tấm trắng đen đó thì bữa hôm gửi vô là nó trắng đen, bây giờ calibrate xong rồi đó, mở cái hình ra nó như bị vàng vàng vậy đó, nó không không phải trắng đen nữa. Đó, để tôi gửi cái tấm mà trắng đen mà tuần vừa rồi mà anh sĩ nói ở trên biển đó, cái tấm trắng đen đó đó thì tôi bây giờ calibrate rồi thì nó tự động nó hình như là cái hình nó bị vàng vàng như vậy đó, cũng không biết tại sao. Phải phải coi lại coi làm sao. Dạ, để tôi làm mấy lần rồi đó, mấy mấy ngày này là đêm nào cũng làm hết đó, rồi rồi làm là mở đèn nè, rồi đèn nè. Cũng vậy, làm ra nó hình như là nó bị vàng, cũng không biết nó ra nó vàng sao. À vậy hả? Không, tức là cái tấm mà hình mà đã làm xong rồi đó. Ok. Không phải, tức là trước khi Calvi kìa, Đức đã làm xong rồi gửi cho anh sĩ rồi review đó. Ok, cái hình đó Đức. Không, cái hình đó tôi đổi đã đổi đen trắng rồi mà. Không, tôi hiểu anh nói. À. Nói nhưng mà phải phải coi. Anh cao cao đưa play lại lần nữa thử coi sao. Dạ, tôi calibrate thêm một lần coi thử coi ra làm sao, tại vì tôi thấy calibrate hoài nó cũng là 98% mà, mở đèn nó cũng là 98%, rồi mở đắt đèn nó cũng là 98%, cũng không biết sao. Nó có mấy loại vậy? 98% là cái SREG gì đó. Vậy là cũng ok rồi. Hả? Không, tôi nghĩ 98% là ok rồi. Nhưng mà Ok. sure là anh calibrate cho nó đúng thôi. Ok.
Dạ, tại vì bây giờ thường thường là Khao bây ban đêm, tức là bây giờ evening vậy đó, để thứ sáu Đức làm thêm một lần nữa buổi trưa, Đức về rồi về nhà buổi trưa làm thêm một lần coi thử coi ra làm sao. Ok. Ok. À, giờ tôi bắt đầu share cái screen rồi đó. Rồi. Rồi có thấy cái Photoshop chưa? Ok. Để mua cái này xuống như này cái này. Ok. Thôi giờ mình bắt đầu ha. Thì cái tuần vừa rồi á, ôn lại cái tuần vừa rồi, thì tuần vừa rồi mình đã học cái này, right? Rectangular với lại elliptical selection. Rồi mình xài cái lasso hay polygonal hoặc là magnetic. Rồi mình xài cái basically rồi cái quick tool với lại magic wand. Vậy thì đó là những cái selection. Thì tuần trước đó anh Thắng anh có hỏi là mỗi một cái này để mà xài cái gì, thì tôi nói thật ra là tôi trả lời là ít khi nào tôi xài mấy cái này. Thì bây giờ nghĩ lại đó, nó chỉ đúng có một phần nhỏ xíu thôi, đúng ra thì tôi cũng không bao giờ xài, nhưng những cái tool này để mà help tôi chọn một cái selection better, để mà find tool, tức là find tool cái selection của mình. Thì cái tuần này mình sẽ học thêm cái cách mới, mình sẽ học thêm những cái selection tool mới. Đấy. Thì tuần rồi mình học cái rồi, okay. Mình học cái Marquee tool, mình học Lasso tool, mình học cái Magic Wand and Quick Selection. Thì tuần này mình đi về cái Object Selection Tool. Đấy. Thì cái Object Selection Tool là cái này. Đấy. Ngay cái vòng tròn tôi để đó là cái Object Selection Tool. Thì nó có cái, ở trong cái này nó có cái Quick Selection và Magic Wand ở trong này. Thì khi mà mình để đây, mình để Quick Selection Tool. Đấy. Thì ở trên này mình chỉ cần bấm Select Subject là nó tự động, nó có cái cái computer, cái Photoshop nó file những cái subject ở trong cái hình mình, rồi nó chọn cho mình. Đấy. Ok, tức là nó chọn bên này với lại những người như này. Thì ở trên này có thấy là đây là cái mình new selection nè, nó cũng như lần trước, cái này cộng rồi sẽ đấy. Thì tìm mình thường thường là nó nằm ở rectangular mình phải sample all layer. Cái này là tuần trước tôi bị trục trặc, bây giờ tôi sửa lại cho nó để display cái này này. Bây giờ sample all layer phải. Thí dụ như bây giờ mình có một cái layer trống, nếu mà mình không click cái này thì những cái layer nó chỉ select cái layer mà mình đang có, đang active thôi. Còn nếu mà mình không select, không có cái layer đó, nó không có gì mà nó không select được. Rồi 2S vậy. Thì trong trường hợp thí dụ như bây giờ, thường thường là tôi cứ để cái phần này là new selection, rồi mình cái cộng alternate là trừ đi. Khi mà tôi bấm cái alternate key thì nó có dấu trừ ở trong cái cursor. Giờ tôi muốn trừ cái thằng này, bây giờ đang là ở rectangular right, thì mình cái kéo này ra, mình muốn bỏ thằng này đi phải, buông tay ra, nó lại này. À, rồi cái, mỗi lần mà tôi upgrade cái computer nó chạy chậm lại. Mà không sao. Ok. Thấy không? Alternate key nó vẫn còn cái phần nhỏ trong này mình
cho nó đi luôn. What happened here? Anyway, thì cái square hay là cái hình như nó bị interrupt internet của anh. Internet của anh mới bị nó chậm hay sao? Yeah, không biết tại sao. Yeah, nó rất anyway, hoặc là mình có thể xài lasso, same thing, cộng trừ alternate, thì mình bỏ cái phần này gì, mình vẽ cái vòng tròn ở đây thì nó sẽ bỏ đi, đại khái là như vậy. Thì cái selection tool này là cái mà mình xài nhất, nhưng mà mình phải xài cái lasso hoặc là cái rectangular để mình cộng hoặc trừ vô những cái selection của mình. Vậy thí dụ như bây giờ tôi muốn select cái này để rectangular đi cho nó dễ dễ làm. Vậy yeah, cái really cái này really slow. Ok, thì giờ nó select cái này. Nhưng mà bây giờ zoom lớn lên. Thì cái selection mình basically nó cũng nó làm rất là good, nhưng có dư một chút xíu cái chỗ này. Ok, thí dụ như cái bàn tay này nó select cái chỗ trống này, không phải không có thuộc về cái hình của anh Tuấn này. Đấy. Hoặc là chỗ này có chút xíu, thì mình có một cái tool mới nữa là cái tool này, nó kêu là Quick Mask Mode. Vậy khi mình double click đó thì nó sẽ cho mình cái Quick Mask option này. Thì cái thường thường cái default đó là cái mask area. Đấy. Thì mình muốn cái color màu gì, opacity bao nhiêu. Đấy. Còn nếu mà mình muốn sơn lên để mình select thì mình đổi qua cái này, thì những cái nào mình sơn lên nó sẽ select, còn cái này những nào mình sơn lên nó sẽ bỏ đi. Đấy. Thì bây giờ sơn lên bỏ đi thì ok, thì bây giờ mình là dùng cái cọ. Đấy. Thì khi mà mình click cái này á là cái layer của mình nó highlight. Đấy. Thì giờ tôi làm cái cọ nhỏ lại. Đấy. Thì sơn vô đây để mình lấy nó ra. Đấy. Hay là cái phần nhỏ chỗ này sơn nó đi. Đại khái là cái đó là cái question. Thì nó sẽ không có này. Bây giờ mình click vô nó một lần nữa, hoặc là mình thay chữ Q thì nó sẽ thành cái selection của mình, nó bỏ cái này, nó bỏ chỗ này. Đấy. Đó. Đó là một cái cách mà mình chọn dùng cái quick. Nhưng mà thường thường á
tôi làm Ctrl G đi để trở lại. Đấy. Ok. Thường thường ở trong này nó có cái quick, thí dụ như mình muốn cái phần này thì trong cái phần quick selection tool này của mình xài cái lasso chẳng hạn, bây giờ mình nói ok giờ tôi muốn cái phần này cộng vô thì sẽ bấm cái shift key, bấm cái alt key, sorry. Ok, để mình trừ nó đi. Ok. Nhưng cái này không có ấn tiền nữa. Ok. Bấm cái alternate key. Rồi mình vẽ cái phần này. Nói tôi không muốn cái phần này. Thì nó sẽ lấy ra, tự động nó lấy ra cho mình. Đấy. Đó là một cách. Còn thí dụ như cái phần này, cái này là cái áo của anh Tuấn mà nó hơi sáng thôi, phải, tức là cái phần này mình muốn, thì một cách nữa mình vô quick selection tool, nói ok tôi muốn phần này, quẹt lên đây nó cộng vô cho mình, phải, mình bấm alternate chỉ chỗ này nó hơi dư, phải, alternate key bấm chỗ này cho nó trừ đi, đó là file tool. Ok. Phần ở trong này chẳng hạn, này là basically đây là cái phần nhỏ, phải, mình không muốn nó nữa thì mình kêu là nói, tôi không muốn phần này, alternate key, mình vẽ xung quanh đây. Đấy. Nó sẽ deselect cái chỗ đó. Còn nếu mình muốn cái phần này thì mình select nó thêm. Đấy. Như là đây là đôi giày, mình muốn nó thêm cái gì, giờ mình nói cộng vô cái chỗ này trừ đi. Alternate key, mình vẽ cái dòng này. Mình muốn cộng cái phần này, shift key là cộng. Ok. Thì đại khái Control J. Ok. Thì bây giờ tôi có cái hình của anh Tuấn ở đây. Control 0 là full size. Ok. Tức là mình có cái copy. Bây giờ thí dụ như bây giờ muốn để một cái hình đen ở dưới đi. Chơi mình cái màu gì á. Cho nó khác biệt một chút xíu. Select color. Màu đỏ. Để màu xanh. Ok. Rồi. Rồi tôi kéo cái hình cái này xuống dưới của cái hình. Ok. Thì bây giờ mình mới nhìn vô cái selection của mình. Đấy. Để mình thấy rõ hơn là ok, chỗ này nó thiếu chút xíu, chỗ này nó thiếu chút xíu. Nó... Cái làn da này nó không có được matching cho lắm, thấy cái viền này không? Đấy. Thì bây giờ mình select nó lại. Turn off cái này đi, mình trở lại cái đầu này. Đấy.
Thì trong cái phần mà selection này đó, nó có cái okay. Select and mask, right? Mình bấm vô cái select and mask. Thì ở trong này á, mình nó có thể nhiều cái view. Có vẻ như onion, tức là những cái lần mà như là kiến bò chẳng hạn. Em cái này như kiến bò nè, nó có chạy vòng vòng này, hoặc là cái này overlay, thì những cái nào mà mình select rồi nó này, cái nào không select nó màu đỏ, right. Hay là on black, on white, nó có đủ thứ, on layer, right. Bây giờ mình để cái này đi, right. Mình có thể đổi cái opacity cho nó đậm hơn. Đấy. Hoặc là nó không có opacity là zero, tức là coi như là mình không có thấy gì hết, thì mình thường thường là để khoảng chừng 40-50% gì đó để cho mình thấy. Thì giờ cái chỗ này chẳng hạn, đấy. Tại vì nó cái màu giữa màu da và màu này nó có cái select này, nó có mà determine thì mình có thể xài như là refine mode, right, hoặc là edge detection globally. Ngay như trường hợp này tôi ship để thôi, để margin band đi, để margin end đó, thì cái dễ thấy hơn, margin end đi đó, vậy đi, right. Rồi mình ship cái edge này. Thấy nó đi ra không? Bây giờ nó ship vô từ từ. Kéo từ từ thôi, cho tới lúc mà mình thấy nó. Thì cái mình chỉ file tool cái selection này thôi. Nhưng mà tất cả những cái này, mình có thể vô cái mask, nó ra cái mask. Mình có thể thay đổi cái mask được rất là dễ dàng. Tại cái mask mình là trắng đen chẳng hạn. Right. Còn thí dụ như bên này, nó có cái này, nó có cái cọ này, nó cũng như là quick selection tool nè. Rồi cái cọ này là refine edge. Rồi cái cọ này là brush tool để mình sơn cái chỗ nào mình muốn, right. Rồi cái này cái object selection tool nó cũng có ở đây, lasso tool cũng có ở đây. Cái bàn tay này để move tới move lui cho mình coi. Chẳng hạn như cái chỗ này mình muốn bỏ chỗ này thì mình dùng cái này chẳng hạn, right. Quick lasso, mình bấm alternate key thì mình sẽ vẽ một cái vòng tròn ở đây, mình kêu nó bỏ cái thằng này đi, right. Mình sẽ bỏ đi, right. Như cái chỗ này là cái chỗ mà mình không muốn, thì mình có thể làm cái tool này, quick selection tool, làm cho cái cursor nó nhỏ xuống, right. Rồi bấm alternate key, mình bỏ cái này đi. Thì những cái này là mấy cái mình phải cần phải, lúc mà cái selection này rất là quan trọng. Nó có nhiều kiểu selection cho mình làm. Cái computer bây giờ, cái version mới bây giờ của Photoshop á, là nó làm rất là nhiều cho mình. Không như hồi xưa, nó làm rất là nhiều cho mình rồi. Bây giờ mình chỉ cần file tool nó lại thôi. Thì cái selection này đó, khi mà mình, ví dụ mình muốn sửa, click OK đi. Right. Khi mà có cái mask này, bây giờ mình adjustment thì tự động nó sẽ build cái mask ở trên này. Bây giờ cái này là cái mà mình sửa người tối sáng, hay là mình muốn sửa màu hay gì đó chẳng hạn, hay là more contrast chẳng hạn, right. Là nó chỉ ảnh hưởng cái người này thôi, right. Bây giờ cái phần sáng này mình cho nó tối đi một chút xíu. Đấy, phần tối này cho nó sáng lên một chút xíu. Đó. Đấy. Hay dùng bàn tay kéo cái phần này xuống một chút xíu. Thì cái mask nó chỉ ảnh hưởng vô cái mask của mình thôi. Cái mask của mình là cái nào? Đây là cái mask của mình. Đấy. Thì bây giờ mình muốn sửa file tool cái mask này, thì mình sơn cái màu đen, thí dụ như còn một chút xíu trắng ở chỗ này, right.
mình dùng cái cọ sơn đen nó đây. Rồi cái cọ này quá nhỏ. Đó là cách mà file tool. Đó là một, đó là quick selection. Thì cứ thử, các anh chị thử, tại mỗi một tấm hình nó có một cái đặc biệt riêng, nó có một cái issue riêng. Thành ra tôi chỉ nói sơ những cái mà mình cần làm. Rồi lúc mà thực tập, lúc mà vô lấy cái hình của mình ra, chọn cái quick selection rồi mình file tool nó làm sao để cho mà nó khi mà nó sửa nó không có ảnh hưởng. Nó không có ảnh hưởng là khi mình họ zoom lên. Nó không có cái halo ngay chỗ này nè, cái viền này nè, hay là những cái gì mà thiếu selection đó, nó không ảnh hưởng. Xí như chỗ này thôi không, bằng tay bây giờ nó smooth rồi. Thì cái đó là cái mà các anh chị phải thực tập rất là nhiều. Đến nó đến bây giờ thì nó thì sửa một tấm hình tôi spend khoảng chừng 20 tới 30% để mà làm cái selection thôi. Khi mà có được cái selection rồi, các anh chị muốn làm cái gì cũng dễ hết đó. Thí dụ như là tôi muốn lấy cái đám người này ra để Tuấn ảnh đứng đây nhìn có cặp này nguy quá, mình lấy ra thì quick selection tool. Đấy. Xong mình nói alternate key, mình mua cái thằng này, mình không cần vẽ chính xác lắm luôn, mình chỉ cần ok. Khi mà nó chọn được cái này rồi, bây giờ tôi nói remove nó, fill container where, không có hết. Cái computer tôi nghĩ là nó free rồi, tại cái vòng tròn này, cái cursor này, giờ tôi bỏ cái cursor này, turn off nó đi. Ok, tại cái này bây giờ hồi nãy tôi vẽ cái dòng select cái người này, nó nói là không có file được object đấy. Ok. Yeah. Thì tôi đang nghĩ là cái này là for example all layer đó. Thì bây giờ cái này mình fill where, ok.
để nó xuống đây. Tại vì anh có cái mask. Oh, ok, cái ok. Cơ quan mask của anh đó. Ok. Thì xuống cái layer mới rồi. Ok. Cho đi, deselect. Ok, muốn cho quý vị thấy cái này nè. Khi mà container aware nó vẫn còn cái bóng của những người này ở đây. Đấy. Bây giờ control G cho trở lại. Ok. Thì khi mà tôi có cái hình này, tôi muốn remove cái này á, mình vô select, modify, expand. Let's say 5 pixel. Ok. Thì nó bự hơn cái selection của mình. Bây giờ tôi làm cũng như vậy, fill. Ok. Thì cái bây giờ nó mất hoàn toàn. Bởi vậy cái khi mà quý vị làm á, quý vị để ý đừng có để bàn tay lông lá nó trở lại. Phải. Thành ra cái mà nếu mà mình không, tôi không có expand ra đó, chỉ để computer select exact cái người đó đó, thì khi mà nó remove nó sẽ vẫn còn cái bóng, cái viền của cái người đó đó. Đó là bản sĩ kêu là bàn tay lông lá. Thành ra mình muốn vậy, mình expand cái selection của mình ra rồi mình remove. Đấy. Rồi bây giờ thêm một cái tool mới. Để tôi kinh chỗ chạy ở đây. Bây giờ tôi muốn select cái bầu trời này. Thì select sky. Đấy. Ok, thì cái sky này nó select rồi. Giờ tôi muốn thay cái bầu trời này. Ok, tôi có cái hình này. Tôi chụp somewhere between Kansas and Oklahoma. Thì control A là select all. Control C là copy. Đấy. Thì tôi đem qua này. Để đây. Control V là paste cái hình này. Giờ tôi temporary to turn off đi. Đấy. Cái selection của tôi select sky. Oh. Background của tôi đây. Select sky. Uh-huh. Oh, okay. Yeah. Nãy quên không? Mình có thể save mình những cái selection của mình có thể save đó để later on use. Right. Rồi. Bây giờ mình lên cái hình này của mình là cái hình mới. Mình bấm vô cái mask. Cho nó thành cái mask. Vậy. Mình turn nó on. Thì bây giờ mình có cái mây khác. Đổi vô cái mây của mình. Vậy. Đây là cái mây cũ. Bây giờ mình có cái mây mới. Đó là một cách để mình chỉ có thể thay mây. Vậy. Có một cách khác. Là vô edit sky replacement of image. Image, no, edit, sky replacement. Hình như là mất tiếng nói rồi anh Hiệp ơi. Không nghe hả? Ok.
Thì cái trong cái mà này á, mình có quyền select được tất cả. Ok, blue sky, right. Rồi specular, rồi sunset. Ok, mình có thể làm cái mây cho mình luôn bằng cách là mình create cái folder, rồi mình add những cái hình mà mình có về cái hình, mình add vô. Thì cái này tôi chỉ nói vậy thôi, nếu mà người nào làm không được thì gọi tôi sẽ chỉ cho, nhưng mà bây giờ không có thời giờ để mình vô đi theo này. Bây giờ mình select. Nghe anh Hiệp ơi. Hả? Sao anh Thắng? Hello? Ok, giờ chọn cái blue sky. Thì cái blue sky mình chọn, thí dụ như giờ chọn cái này, là tự động nó review cho mình right away trong cái tấm hình của mình. Phải. Cái này có mu nó ra có được không? Này nó không có mu được. I don't want it. Anyway, thì mình có thể chọn, thí dụ chọn cái mây này đi. Đổi sunset cho khác màu. Ok, xong sunset. Giờ chọn mất audio rồi. Oh. Vẫn nghe bình thường. Nghe bình thường anh Hiệp. Ok, thì khi mà mình chọn cái mây này rồi, right, mà mình thấy cái mây này á, là như là ánh sáng từ cái dưới này nó chiếu lên, bên này nó chiếu qua, mà cái anh Tuấn này á, thì cái ánh sáng từ bên này nó chiếu qua bên này, thì giờ mình có thể flip nó, right, cho cái ánh sáng này nó qua. Không, cái này bánh sáng từ bên này qua bên này không có clip được. Ok, click ok. Ok, thì ánh sáng từ bên này nó chiếu qua, nó sẽ đổi mình cho mình. Thì chỉ có cái trường hợp này, thì bầu trời này là bầu trời sunset, nó hát cái nắng lên đây, thì cái view này nó phải tối đi, right. Thì mình muốn làm như vậy thì mình vô cái hình của mình ngay phía dưới của cái okay, cái này là cái để nó add vô ngay cái background của mình. Bây giờ mình kéo cho phía dưới này nó tối xuống một chút. Okay. Thì thấy có vẻ sunset hơn, phải. Đó là cái quick selection. Rồi còn cái gì nữa? Anh Hiệp cho hỏi một câu trước khi mình qua cái mới. Okay. Cái mây đó là anh Hiệp chụp rồi anh Hiệp save lại trong đó rồi mình import vô trong cho Microsoft cho cái Photoshop anh Hiệp. Thì mình add vô bây giờ những cái hình mà tôi chọn nó là chấm hình ở trong Photoshop nó có sẵn. Thí dụ như mình muốn add cái hình mình vô thì edit okay. Bây giờ để tôi xuống cái hình này đi. Edit sky replacement. Mỗi lần mà tôi đụng vô cái này cái nó chạy xuống.
Anh Hiệp có thể mua cái window qua một bên cho dễ thấy nguyên tấm hình được không anh? Dạ dạ, thì tại vì bây giờ nếu mà tôi đụng, tôi để cho cái này xong cái đó rồi tôi swing down cái window xuống chút. Ok. Dạ, tôi click vô đây. Ok, mua cái này xuống chút. Tại giờ phần trên thì nó có nguyên một cái stop sharing. Ok, nó xuống rồi. Giờ tôi swing down cái window tôi xuống chút xíu. Ok, move it right here. Right. Thì cái trong cái phần này, tất cả những cái này á là Photoshop nó có sẵn rồi. Bây giờ tôi muốn add một cái hình của mình vô. Phải create cái folder để làm My Sky. Phải click OK. Khi My Sky này, giờ tôi add cái hình dấu cộng nè, add cái hình. Phải thì chọn những cái hình mà tôi có, thí dụ cái hình mây nãy là hình này. Phải open. Rồi, bây giờ My Sky là có cái hình này, giờ tôi chọn muốn add thêm nữa cũng được. Ví dụ như giờ add cái hình khác. Add thêm cái hình hình này có mây nữa là. Ok, click open. Đấy. Ok. Rồi bây giờ tôi nói chọn, bây giờ chọn cái mây mây này. Nó sẽ thay đổi lại cho mình thấy. Output to new layer, click OK. Sở dĩ mình không thấy được là tại cái layer bên trên này của mình. Bây giờ mình turn off cái layer bên trên này đi. OK. Thì mình sẽ thấy cái curve này của mình turn off nó luôn cho nó sáng trở lại. Rồi. Bây giờ cái cây, cái hình mà tôi mới ghép vô á, nó có cái cây ở đây. Đấy. Thì giờ làm sao? Giờ tôi làm cho cái hình nó nhỏ lại cho thấy. Đây là cái cây của mặt trời từ bên này nó chiếu qua. Đấy. Thì giờ tôi slip cái này. Control T là swap. Đấy. Giờ kéo cái này cho nó xuống cho nó mất cái cây cái này. Đấy. Xong tôi swap nữa. Click OK. Rồi. Control T again. Mình flip horizontal. Để đấy. Cái nắng này. Ôi, nó đúng là cô không cần flip horizontal nữa. Mình có thể mua cái mây mình theo ý mình muốn nha, như vậy là ok. Nó đứng luôn rồi. Rồi giờ cái computer nó hang up luôn rồi. Anh Hiệp cần máy mới. Mỗi lần tôi update cái nó die luôn. Ok, nó die rồi. Giờ làm lại. Yep. Chắc kỳ này phải mua cái máy mới rồi. Không, cái desktop của tôi thì nó xài rất là lẹ. Nhưng mà cái desktop này nó không có video. Chỉ có cái laptop thôi à. Ok.
Recall vào lại được rồi. Ok, giờ bỏ hết mấy cái này đi. Phải. Bỏ này luôn. Ok, giờ làm lại, bắt đầu image edit sky placement. Come on. Thế mình đẩy nó save, bây giờ nó nằm ở trong này, gì mình chỉ cần select thôi. Đấy. Thì nó tự động nó đổi trong này, click OK. Thì cái này, cái hình cũ á, nó có cái cây ở đây. Bây giờ tôi click vô cái hình cũ ở đây. Đấy. Tôi làm cái hình này nó nhỏ. Control T, transform. Làm cái hình này cho nó bự ra. Vậy. Mù nó chút xíu bên này chẳng hạn. Ok, vậy là ok. Rồi cái dấu kia của tôi nó mất tiêu rồi. Ok, right here. Ok. Rồi đó, đó là cái mà thay bầu trời. Thì có hai cách để thay bầu trời. Mình vô cái select sky, rồi mình tự thay một mình. Hoặc là cái thứ nhì là edit sky replacement. Thì để computer nó làm. Nhưng mà computer nó làm á, thì cái mask của nó nhiều khi, thấy không, ở đây nó vẫn còn một phần nó mờ, để nó có cái transition từ cái trên trời này xuống như này. Đó là tùy mình, nếu mà mình không muốn thì mình bôi đen những cái chỗ này đi. Phải. Mình không muốn cái ánh sáng của bầu trời nó hắt vô cái vùng núi này thì mình bôi đen đi. Còn nếu mà mình muốn để cho nó cái effect như vậy thì mình giữ nó như vậy. Tại cái computer nó nghĩ là ánh sáng nó trên này nó chiếu xuống nó sẽ có một phần ảnh hưởng vô cái chỗ này. Thì đó là tùy cái ý thích của mỗi người, tùy mình muốn hay không muốn. Phải. Thành ra cái màu này bây giờ nó không còn là màu trắng như hồi nãy nữa. Phải. Bây giờ thí dụ như bây giờ tôi xuống như này. No. Select sky. Ok. Bây giờ nó select vậy. Bây giờ nếu mà mình thay cái mask này. Giờ tôi để trên này. Tôi để tạm nó vô đây đi. Rồi. Mình không có sửa gì. Bây giờ mình thay cái mask này xuống. Bấm vô này alternate key. Mình kéo nó thay cái chỗ mask của nó. Ok. Thì nó sẽ không có ảnh hưởng vô cái phần này của mình nữa, cái phần ngay cái đường này. Thì cái đó tùy theo tấm hình mình thay đổi thì mình phải chú ý những chỗ đó thôi. Ok, vậy là xong cái phần mà Quick Selection Tool và Sky Replacement. Rồi có câu hỏi gì không?
Dạ, cho em có câu hỏi anh. À, thường thường thấy anh cái thao tác của anh làm là anh vô là anh làm cái selection trước. Khi mình có selection rồi là tự động cái layer mới nó hiện ra, mình không có cần tạo layer đó anh. Mình không cần tạo layer. Khi mà mình có cái selection cái gì mà mình do adjustment. Thí dụ bây giờ tôi vô cái phần này. Ok. Select subject. Quên bấm cái all layer này. That's okay. Ok. Nhưng mà cái phần này là simple all layer nè. Recommend là cứ lên luôn luôn là turn on. Đấy. Ví dụ như mình có này, bây giờ mình vô cái adjustment hue saturation đi. Hue saturation. Thì khi mà mình bấm vậy nó tự động nó create cái mask này cho mình. Bây giờ mình cho anh này saturate một chút xíu chẳng hạn. Đấy. Làm gì đổi màu chẳng hạn. Tùy mình muốn. Right. Thì khi mà mình có cái selection rồi mà mình vô cái bất cứ một cái adjustment nào nó đều create cái mask cho mình hết. Yeah, ok anh. Cảm ơn anh. Rồi còn câu hỏi gì nữa? Thì trong tương lai á có một cái selection trong những trường hợp mà khó khăn á thì mình sẽ dùng cái pen tool để mà do cái selection. Thì cái đó là cho advanced, nhưng mà hiện giờ á thì khi mà quý vị làm selection á là nên zoom bự nó ra để coi những cái viền nó có select có đúng hay không. Chỉ vậy thôi. Mình phải zoom vô mình mới thấy được. Những cái chỗ nhỏ cái computer nó không có, hay là cái màu mà nó, cái màu nó không có thay đổi nhiều giữa hai tấm thì nó không có select được kỹ lưỡng lắm. Thí dụ như cái nón ở chỗ này nó bị mất một phần rồi. Right. Ok. Thì chỗ nón này nó bị mất một phần. Đấy. Chỗ này mất một phần. Thì giờ mình chỉ có add vô thôi. Mình chỉ cần zoom bự ra. Lasso. Shift key. Mình chỉ cộng vô cái phần này. Đấy. Nhưng mà ở đây tôi không có làm. Tôi chỉ cho quý vị cách cái tool đó nó xài như thế nào. Ok. Cái trường hợp này, cái màu ở ngoài này và cái màu này nó rất là giống nhau. Nó không có chọn được. Thì có nhiều cách để mình tự selection lấy. Thì mình vô cái phần select and mask. Đấy. Hoặc là mình vô cái phần quick selection tool. Mình zoom bự nó lên. Mình select cái phần này thôi. Làm cái cỏ nhỏ xuống, mình select từ 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 từ. Right. Dạng như vậy đó. Right. Thì ở đây là tôi chỉ cho quý vị các cách selection và cái issue của mỗi cái selection. Thì quý vị tự practice để mà làm cho mình có một cái better selection thôi. Còn ở đây thì không có thời giờ để mình go through everything. Đấy. Khi nào mà làm mà không được thì gọi anh Tuấn, anh Hiền hoặc tôi. Sẵn sàng ngồi one on one giúp cho quý vị.
Nhưng mà cái selection này rất là cực kỳ. Khi mà làm selection, thí dụ như bây giờ cái mình làm mà mình không có nhìn kỹ thì cái chỗ này là cái chỗ nó không có select rồi, đúng không? Mà bây giờ mình đổi hết nguyên cái người này rồi, tự nhiên có vạch trắng ở chỗ này, mà cái này không phải là cái núi đằng sau, là mình người ta biết ngay. Nếu mà mình zoom bự ra nhỏ như vậy thì nó không doesn't matter, phải không, ai thấy hết đó. Thành ra nhưng mà ở trong cái mask này, cái màu này nó sẽ ảnh hưởng luôn của phần này. Thành ra khi mà anh sĩ anh nhìn vô á, anh nhìn rất là lẹ, anh nhìn vô là anh biết là selection không có đúng. Thì khi mà selection, bây giờ spend rất là nhiều time để mà khi mà mình select được rồi, tại vì mình chỉ có một subject thôi. Rồi bây giờ tôi muốn đổi, thí dụ bây giờ tôi có subject select rồi, giờ tôi muốn đổi cái bầu trời ở ngoài, tất cả ngoài cho nó sáng hơn, ngoài cái selection của mình, thì mình để gì cái nữa, mình làm cái curve đi. Vậy giờ cái mask ở dưới này mình có rồi, mình kéo nó lên. Yes. Vậy giờ mình invert cái mask này, Ctrl I là invert cái mask. Thì bây giờ tất cả những cái gì mà mình sửa ở đây nó chỉ ảnh hưởng phía ngoài thôi. Bây giờ more contract ở phía ngoài chẳng hạn. Vậy mà nó không có ảnh hưởng gì tới cái subject của mình hết. Thì ra khi mà mình có cái selection rồi, mình làm nhiều thứ, rất là nhiều thứ mà mình không sợ bị bỏ cái bàn tay lông lá. Ok. Rồi. Bữa nay coi như tóm lược là khi mình có cái selection rồi mà mình muốn remove đó thì mình expand cái pixel ra một chút xíu rồi mình fill with content aware. Thì trong cái quick selection đó, nó có cộng trừ, có lasso, có đủ thứ để mình có thể chọn lasso hoặc là square. Đấy. Rồi sample all player, select subject, select subject and mask, select and mask để mình fine tune những cái SG của mình. Vậy. À, còn có một cái này nữa là cái mới là cái object finder. Khi mình click vô thì mình dơ vô đây tự động nó sẽ nhận ra cái hình của mình. Ok, cái này nó spinning, tức là nó đi tìm cái main subject cho mình. Để tôi dẹp hết mấy thằng này đi. Này take so long, nó vẫn spinning. Nhưng mà đại khái khi mà mình mua cái cursor của mình vô đây, nó sẽ highlight. Để tôi dẹp cái này đi. Refresh nó. Ok. Ok. Anyway, quý vị sẽ thử cái function này. Khi mà object finder này mà turn on, cái này nó spinning, nó đi tìm object cho mình. Muốn add cái này, shift key add nó. Vậy thôi. Thì đó là một cái mà new feature mà nó có. Ok, something wrong.
Cái computer tôi nó bắt đầu nó giả chứng rồi. Bây giờ có ai có câu hỏi gì không? Thì basically bữa nay mình học thêm một cái selection nữa là quick selection tool, là cách đó là cái mà xài nhiều nhất để mà select những cái subject của mình, những cái gì mà mình muốn. Rồi dùng những cái tool mà học từng giờ rồi như là Lasso, Wang, Magic Wang hay là này kia để mà vẽ, để mà tô, để mà make fine tool cái selection của mình thôi. Tôi không biết là anh Hiền, anh Tuấn có bị gì không? Cái mà software mới của tụi upgrade này nó hay bị cái something wrong á, ở trong cả desktop hoặc là laptop, như tôi hay bị vậy. Không, nó bị something mình đang làm cái nó mất luôn, nó bị crash á. Cái lúc trước thì Tuấn bị, nhưng mà sau này á thì nó tương đối nó đỡ rồi, không có bị nữa. Tôi từ hồi xưa giờ tôi ít khi nào bị crash lắm, mới có upgrade 1-2 ngày nay cái nó bị cái đó. Thật ra tôi không biết là cái nó bị bug trong cái software của nó hay sao. Đó. Ok, giờ là mình nó có cái selection rồi, mình chỉ muốn select nhưng mình chỉ click nó thôi. Đại khái là gì vậy? Okay. Anh Hiệp, anh turn on cái object finder ở ngay chỗ nào anh Hiệp? Đây nè, right here. On top. Right. Thấy cái dòng, thấy cái mouse của tôi không? Yeah. Ok. Còn cái này là show all object nè. Đó. Thì nó show tất cả những cái gì mà mình muốn, nó show hết. Nếu mình muốn select hết những cái người này thì mình chỉ click. Đấy. Còn nếu mình không muốn. Yep, nó do very good job về cái selection, chỉ có cái edging, cái border giữa cái background với cái người đó, thì nó còn chưa có, hay là cái màu mà khi mà cái màu nó gần giống nhau đó, nó chưa có làm. Nhưng mà đối với lúc trước thì bây giờ là perfect. Những người mà mới học bây giờ là rất là easy bây giờ. Để mà thay thì mình hơn lắm rồi. Yep. Bây giờ nó soạn gần hết rồi cho mình rồi. Yep. Thì quý vị cứ về nhà thử practice. Cái này là phải practice thì mới học được cái kinh nghiệm. Cái nào nó cũng có cái issue của nó đó. Sĩ nó không có nào good mà không có nào, cái nào cũng có, khi mà nó good thì nó cũng phải có cái bad ở trong nó. Thì cái bad cái trong nó là làm sao mình mà fine tune cái edging của mình để cho nó không có lòi ra trong, không có lòi ra những cái viền, mà tại vì ngay cái border tùy theo bức hình mà high density hay là low density thì cái border nó sẽ gradually, nó không có giữa hai màu. Đấy. Giữa cái màu của cái người này và cái màu của cái background này, thì là cái edge này rất là quan trọng. Nếu mà mình có hai contrast thì rất là easy để mà select. Còn nếu mà những cái màu mà low contrast chẳng hạn, hãy nhiều như cái tay của anh Tuấn như này nè. Anh ra nắng quá, bởi vì anh đen như tôi, thành ra cái tay này với lại cái bầu đá này nó dẫn vào, thành ra nó không có select được cái, có cái viền ở đây nó sẽ không, cái chỗ này nó không có select đúng. Anh Tuấn Thi Nguyễn của mình đó. Yeah. cái hình này á, tại vì nó anh Hiệp anh cái lens của anh làm sao á, thành ra cái người mẫu này hơi mập. Tại anh đi chơi thì anh ăn nhiều quá bây giờ. Anh thấy hai người này không? Họ cũng ốm nhom mà. Dạ. Yeah. Kỳ đó, anh nhậu nhiều quá. Hiệp,
hình như là anh xài cái len 70-200 mà tại sao anh bị distortion? Cái người này nó hơi mập hơn bình thường. Anh thấy hai cái người này không? Họ ốm nho mà. Same level. Đấy. Nếu mà nó distort bên này, nó phải distort bên này. Anyway. Dạ, anh đứng ở trên đó là nhìn xuống là nguyên cái clip cũng khoảng gần như hơn 1.000 feet. Mà đứng đây cũng run, tại vì cái hồi này anh chụp rồi cái cô Liên gì cô cũng chụp. Mà mình leo lên đây mình đứng mà mình run tại gió. Ok, còn câu hỏi gì nữa không? Nhưng mà tương lai tôi sẽ chỉ cho quý vị dùng một cách mới nữa là dùng cái pen tool để mà do cái selection. Thì cái pen tool rất là select, rất là hiệu nghiệm. À, còn quên một cái phần này nữa mà tôi thí dụ trong này nó không có. Ok, no. Forget it. Anh Hiệp, anh Hiệp, mình có dạy cái mà select subject không? Có chứ, select subject nè. Không, là anh lên trên cái selection á, lên trên cái này nè. Giờ control D không, đi select, mình click cái hồi nãy nói rồi, mình check subject của mình là nó select hết những cái đó. Ok. Những cái mà mình highlight, những cái mà nó show, tức là nó đó là cái subject của mình đó. Thì có hai cách. Mình có thể click ở trên những cái mà nó highlight. Hoặc là mình click cái selection subject. Đấy. See? Nó sẽ select cái này và cái này. Actually cái này nó better hơn nè. Tại cái này nó dư thêm cái phần này nữa nè. Nó bé lớn hơn. Yeah. Ra khi object finder better. Yeah. Thật ra nó có nhiều cách để mình select, nhưng mà hiện giờ nó chỉ tập trung, quý vị chỉ cần vô cái function này để mà xài là thấy là có 80% là cái selection của mình là good rồi. Bây giờ chỉ cần file tool lại thôi. Đấy. Ok. Anh Hiệp, trong cái phần mà Sky Replacement đó anh Hiệp, khi mà mình nãy như lúc nãy á, anh chọn cái bầu trời mà ở Kansas á. Mà thật ra đó anh không cần phải làm nhỏ lại. Anh có thể anh click vào cái cloud đó, cái mây đó, anh kéo nó xuống là mấy cái cây á nó sẽ đi xuống. Dạ, đúng. Tức là nguyện sao mình đừng có ló cái cây ra thôi. Muốn làm sao cũng được hết đó. Nhưng mà khi mà thay bầu trời á phải để ý. Phải. Ví dụ như cái này. Bây giờ anh Tuấn anh đứng ở đây, tôi chụp, tôi focus cho anh Tuấn thì cái bầu trời của tôi nó phải mờ hơn cái anh Tuấn này. Thành ra nhiều khi á mình stress cái bầu trời ra để mình làm cho cái bầu trời nó mờ đi, nó loãng đi. Ok, đó là một cái yếu tố mà thường thường á tôi làm bầu trời tôi hay stress nó là như vậy. Để cái bầu trời nó không có rõ hơn cái subject của mình. Hoặc là cái bầu trời của mình nó không có thể rõ hơn cái núi này. Hoặc thì là cái anh dùng cái slider đó, anh bỏ nó về phía bên tay phải á, để cho nó mờ đi. Xài cái Không, tức là nhiều cách để mà làm lắm. Thì để cho những nhắc nhở những người mà replay cái sky á, là phải coi cái ánh sáng là một, cái độ rõ là hai, cái đường chân trời là ba. Đó là những cái mà yếu tố mình cần phải biết khi mà mình play cái sky. Thì cái bài này là chỉ selection thôi chứ không có
Nếu mà nói về về Select Sky á, thì có rất có nhiều cái thí dụ để mà nhìn vô, thành ra người nào mà replay cái Sky mà anh sĩ không nhìn ra được thì là good. Không thấy như hồi nãy không? Hồi nãy nó cái Photoshop nó cố tình nó làm cái viền này theo cái màu của cái bầu trời. Nó làm rất là good đó, rất là intelligent. Cái mà mình nói là mình có muốn hay không muốn. Muốn hay không muốn là tùy theo, thí dụ như ánh nắng từ phía sau này nó rọi xuống chỗ này ra cái bầu trời ở đây thì là bắt buộc là chỗ này phải dính vô. Còn nếu mà ánh sáng ở phía sau của cái núi này nó chiếu ngược phía này, phải, thì cái bầu trời này không có cách nào mà ánh nắng nó vô đây được hết. Thành ra khi mà mình replay mình phải coi cái đường chân trời của cái bầu trời. Thành ra khi mà tôi chụp cái hình để muốn thay bầu trời, thường thường là tôi chụp cái hình coi. Ok, thường thường là tôi chụp, nếu ví dụ tôi muốn lấy cái bầu trời, phải, thì tôi chụp 80%, 70% là bầu trời, 30%, 20-30% là ở dưới đất. Để làm chi? Để tôi coi cái shadow. Cái shadow này nó indicate cho mình cái độ sáng, cái chiều của ánh nắng là như thế nào. Phải. Để mà khi mà tôi lắp vô cho nó đúng, cái shadow nó phải đúng giống như cái hình này. Mà thấy cái shadow đó là vậy đó. Thành ra tôi để dư cái phần dưới này. Không, cái này nó cũng select pretty good hơn. Thôi, select cái cây hết sảy không? Để vô cây, select cái cây hết sảy. Thành ra khi mà chụp bầu trời đó, thành ra mình focus vô cái foreground, lấy 3/4 là cho bầu trời, 1/4 là để cho mình document cái ánh sáng, cái độ sáng và cái đường đi của ánh sáng như thế nào. Đó là một cái chi tiết nhỏ cần biết. Thành ra khi ráp vô thì tôi biết là ok, cái ánh sáng nó như thế nào. Mình có thể zoom vô, mình coi cái shadow nó nằm ở đâu chẳng hạn. Ok. Còn có câu hỏi gì nữa không? Nếu không anh có thì mình... Ok. Hồi nãy anh go back cái hình chỗ anh Tuấn hồi nãy, thì lúc mà anh vẽ cái vòng tròn xong cái anh bấm cái nào mà nó select ngay cái hình Tuấn, anh khỏi phải làm ấy. Anh nhớ anh vẽ không? Ok, Control D, deselect nè. Yeah. Bây giờ mình vô Quick Selection này gì? Thì nó yeah. Có hai cái mô lasso với lại rectangular. Giờ tôi để rectangular đi. Thì mình chỉ cần quẹt cái rectangular chỗ này thôi. Ok. Thì tự động nó sẽ selection cho mình. Ok. Yeah. Same thing. Control D là deselect, right? Mình dùng right. Cái lasso. Mình không cần vẽ chính xác, mình chỉ nhìn. Rồi tự động nó sẽ select cho mình. Rồi lúc đó mình file tool. Ok. Thank you, anh. Rồi, còn ai có câu hỏi gì nữa không? Ok, vậy thôi. Gặp nhau thứ bảy. Thứ bảy này tôi sẽ nói về panoramic
với lại HDR photography. Ở chủ nhật sorry chủ nhật chứ không phải thứ bảy. Cho em hỏi là cái slide của anh hồi nãy không nghe chị Nina nói gì chị. Dạ anh nghe chưa? Dạ dạ. Hồi nãy em thấy anh có cái slide của em. Ồ, cái slide đó là chị để cho tôi coi là tôi dạy cái gì thôi à. Nếu mà chị muốn thì tôi sẽ gửi post lên Facebook. Dạ. Dạ. Dạ anh Hiệp post cái đó lên Facebook anh Hiệp ơi. Cái đó, dạ. Ok. Dạ. Cảm ơn anh. Tại vì ở trong này nó có cái phần này mình chưa học tới, nhưng mà thì ok, không sao. Ok. Vậy post lên, tôi lấy cái trang đó ra. Ok, còn cái gì nữa không? Ok, good night. Okay. Thank you, Nhiệp. Cảm ơn anh Hiệp. Bye. Cảm ơn anh Hiệp. Okay.